để đan một chiếc áo như thế này cho búp bê. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cô tông Việt Nam 1 mm, và cây kim đan này mình sẽ sử dụng là kim 2.5. Để biết size kim thì các bạn sẽ có một cây thước đo size kim, bạn đo xuyên qua không vừa, và 2.5. Và đây mình sẽ bắt là 35 mũi. Đầu tiên các bạn sẽ bắt là 35 mũi cho mình. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 mũi. Sau đó các bạn sẽ đan 1K 1P cho đến hết hàng. Mình sẽ đan xen kẽ một mũi K. Một mũi P, một mũi K, một mũi P. Một mũi K, một mũi P, các bạn đan cho đến hết hàng nhé. Sau khi các bạn đan một hàng, tức là hết hàng thứ nhất, thì các bạn sẽ đan tiếp tục hàng thứ hai, và các bạn sẽ nhìn dựa vào hàng thứ nhất các bạn sẽ đan, hoặc là hàng trước các bạn đan một mũi K một mũi P, một mũi K một mũi P cho đến hết hàng, thì hàng sau các bạn sẽ đan một mũi P một mũi K, hoặc các bạn có thể dựa vào cái hàng trước để mình sẽ đan. Hàng trước đan mình thấy mũi gì thì mình đan mũi đó, giờ mình thấy mũi P mình sẽ đan mũi P. P 1K 1P 1K 1P, và các bạn sẽ đan cho đến hết hàng nhé. Mình sẽ đan xen kẽ KB PK như vậy cho đến khi mà số hàng chúng ta đan được là khoảng 10 cm, thì chúng ta sẽ chuyển qua đan họa tiết khác ha. Khi mà các bạn đan được tầm 10 cm, đan chiều dài của cái đầm búp bê khoảng 10 cm, thì mình sẽ chuyển qua đan phần họa tiết khác, mình sẽ hướng dẫn sau. Cái đó là phần mình sẽ đan vào là ngực của búp bê nhé. Sau khi các bạn đan được khoảng 10 cm thì mình sẽ đan cái họa tiết khác để phân biệt cái phần ngực áo
thì các bạn sẽ đan cho mình là 12 mũi K. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mũi K. Rồi, tiếp tục cái phần ở giữa các bạn đan theo như cái mũi mà mình thấy này, mình thấy nó là mũi P, mình đan mũi P. Đó là mình sẽ đan một mũi P, một mũi K. Một mũi P, một mũi K, một mũi P, một mũi K, một B, một K. Như thế là tổng cộng là 12 mũi. Một K, một B, một K. Mình còn lại là 11 mũi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Và 11 mũi này mình sẽ đan mũi K. 1K, 2K, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó, ở hàng sau các bạn sẽ đan tương tự như họa tiết mình vừa đan. Đó là mình sẽ đan mềm, đan ngược lại nè. Mình sẽ đan là 11 mũi P. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một và 12 mũi tiếp theo, đó là một mũi P, một mũi K xen kẽ nhau. Mình sẽ nhìn cái hàng trước để mình đan cái hàng sau. Và những hàng sau các bạn cũng đan tương tự như hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Và các bạn đan thêm là 9 hàng nữa. 9 hàng giống như thế này. Thì mình gần như là kết thúc cái phần đầm cho búp bê nha. Đó, kết thúc hàng thứ hai của cái phần họa tiết thứ hai, thì các bạn lên hàng thứ ba các bạn cũng đan tương tự như hàng thứ nhất và hàng thứ hai nhé. Khi mà các bạn đan được 11 hàng rồi á, nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Thì chúng ta tiếp tục đan hàng cuối cùng là hàng thứ 12. Là các bạn đan ngược lại hàng trước. Có nghĩa là hàng mình sẽ thấy là ở cái mặt này là nó là mũi P, mình đan mũi K, hoặc là mình đan tương tự như hàng trước là mũi K, hai mũi K, ba mũi K, bốn mũi K, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai mũi K. Và các bạn sẽ tiếp tục đan. Mình thấy là mũi K thì mình đan mũi P nhé. Một P, rồi một K, một P, là mình đan 12 mũi. 1K,
1B 1K 1B 1K 1B 1K 1P và mũi còn lại mình sẽ đan mũi K, đó là 11 mũi K. À, mình đã đan xong thì bây giờ cái hàng cuối cùng là mình chiết, mình kết thúc mũi. Các bạn kết thúc hết nhé. Tiếp tục mũi thứ hai và các bạn sẽ thực hiện cho đến hết hàng. Là chúng ta xong phần áo, sau đó mình sẽ khâu hai bên mép lại với nhau. Các bạn cứ thực hiện từng mũi một cho đến khi hết hàng. Rồi, khi mà mình chiết cái mũi cuối cùng nhá, mình sẽ lấy ở hàng dưới này, đưa lên kim, sau đó các bạn chiết. Như thế thì cái phần đầu à, nó sẽ không có bị hớt lên. Và chúng ta xong đan xong cái phần áo, sau đó các bạn sẽ chốt sợi và chúng ta chừa một cái đầu đầu sợi dài dài để mình sẽ khâu hai hai miếng vào với nhau, chừa một đoạn dài một chút xíu nhé. Và mình dùng kim khâu để mình khâu. Khâu hai miếng dính lại với nhau ở hai bên để tạo thành chiếc váy đầm cho đầm ôm cho em búp bê của mình. Cái đầu tiên thì các bạn sẽ làm hai vòng để cho nó chắc ha. Sau đó các bạn sẽ khâu hai mũi lại. Đó, các bạn cứ khâu qua khâu lại như thế. Mình sẽ lấy một phần này. Và các bạn cứ khâu cho đến hết luôn ha, rồi mình sẽ giấu sợi. Sau đó mình sẽ mặc cho búp bê thôi. Và cái phần phía này, cái phần này, phần cuối này nó là phần phần ngực của búp bê nhé. À, các bạn khâu xong đi rồi chúng ta sẽ có sản phẩm cho búp bê mặc. Và chúng ta đã đan xong cái áo cho bé búp bê Barbie.
Đây là búp bê Barbie thân hơi nhỏ một chút và búp bê Dorit thì thân hơi lớn hơn một chút, nhưng mà cái áo mình đan cùng một size vẫn có thể mặc vừa cho bé. Đây các bạn thấy, mẫu đơn giản. Đó. Mặc cho bé cũng rất là xinh. Rồi mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn là cách đan cái váy ôm cho búp bê nhà mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn là có được sản phẩm của mình cũng thật là xinh, thật là ưng ý cho các bé Papi nhà mình nha. Xin chào các bạn.